Hệ thống đào tạo an ninh mạng quốc tế FPT Tracking đã tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng vượt thách thức nắm tương lai. Hội thảo bao gồm 3 hoạt động chính. Trước tiên là hội thảo chuyên đề với các nội dung tổng quan về thị trường và nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực an ninh mạng trên thế giới, mức độ ảnh hưởng của tội phạm mạng, tầm quan trọng của quản trị mạng và bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về chủ đề vượt thách thức nắm tương lai, chương trình diễn ra các triển lãm, giải pháp nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin với sự góp mặt của nhiều chuyên gia nổi tiếng. Bên cạnh đó, hội thảo có sự tham dự của 200 đại biểu là đối tác đại diện doanh nghiệp liên kết với FPT Tracking cùng các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ, giảng viên, sinh viên, viện đào tạo quốc tế.